Vũ, 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 Vũ. Cậu có tin vui đấy. Cậu có người nhà lên thăm. Giờ này á? Trai hay gái? Già hay trẻ? Tê 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 tê. Con ốc sên á? Cậu có ý gì? Lại bảo tớ chậm và yếu như ốc sên à? À, cái đấy là cậu nói nhá. Tớ chưa nói gì đâu ấy. Đừng đùa nữa. Nhất, cậu khỏe nhất. Cậu lo đi tưới rau đi. Hai luống kia chưa tưới đâu. Sao lại đùn đẩy việc có tớ? Nhất, khỏe nhất. Như này là sao? Tớ không hiểu. Trời ơi, giảng cho cậu khuyết cả họng. Cậu khô họng cái gì? Rồi, tớ giúp. Vũ ơi, Vũ, lấy giúp tớ cốc nước nhá. Xong có nước rồi đấy. Tiếp đi. Cử động 2. Này. Cảm ơn nhá. Vũ ơi, xuống căng tin mua hộ tớ gói xà phòng nhá. Thôi cậu đi đi, nay tớ không xuống căng tin. Giúp tớ tí đi. À mà Vũ ơi, mua giúp tớ cái khăn mặt luôn nhá. Khoa. Làm tí không? Tớ á? Từ từ đã. Cho tớ làm tí với. Bắt kèo đi. Tớ theo phe Khoa. Nếu mà thắng ấy thì sẽ được một cốc chè. Chơi không? Bắt đầu. Cố lên Khoa. Cố lên. Cố lên. Mạnh hơn đi. Không chí ngồi đi. Tôi kiểm tra thành tích chạy 100m của trung đội mình. Ai là người chạy nhanh nhất nhỉ? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Tôi nghĩ người đấy là nhất đấy ạ. Chân chạy là của đồng chí à? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Chân tôi nó đang hơi nhức nhức. Cho nên là đồng chí có muốn nhờ vả gì, tôi sẽ bảo đồng chí Vũ ạ. Đồng chí Vũ là người chạy nhanh nhất à? Vâng, chạy nhiều lắm ạ. Tôi không nghĩ đồng chí Vũ lại có những tiến bộ vượt bậc như thế. Thôi, các đồng chí học đi. Sao cậu lại nói thế? Thì đùa Vũ một tí, cáu lên cho cũng đáng yêu mà. Mà lúc nãy ai thắng ấy nhở? Tớ. Thế là tớ có 2 cốc chè đúng không? Ai giao kèo gì với cậu đâu. Thực sự là tớ không biết trung đội trưởng hỏi như vậy để lấy danh sách thi chạy. Nếu mà tớ biết ấy thì tớ tự ứng cử luôn. Cậu không cần phải lo. Đây là cơ hội để cậu thể hiện đấy. Nhưng mà đây là thành tích chung của tập thể. Tớ không muốn các cậu phải xấu hổ vì tớ. Thay vì cậu than vãn thì cậu đi tập luyện luôn đi. Đúng đấy. Ừ, tớ sẽ giúp cậu. Thôi, xin đổi lại được mà. Cậu thi, tớ rút, thế là được. Không được đâu, danh sách tớ đã gửi lên trên tiểu đoàn rồi.
Có nghĩa là ngoài cách luyện tập ra, cậu sẽ không còn cách nào khác cả. Thôi, bắt đầu đi. Tớ sẽ cho cậu biết thế nào là tốc độ. Vào chỗ. Sẵn sàng. Cũng nhanh đấy. Nhưng mà cậu thể hiện ở đây làm gì? Thì tớ muốn thị phạm với cậu ấy xem thôi. Thế cái lúc mà trung đội trưởng hỏi ấy, sao cậu đùn đẩy cho cậu ấy? Thì trung đội trưởng hỏi chân chạy. Thì tớ nghĩ chân chạy là chân chạy, chứ không phải chân chạy là chân chạy. Mà chân chạy là Vũ ấy này. Vũ ơi, chạy kiểu gì mà một phút thế này? Nhật Nhật, cậu chạy như vậy rồi về đây vẫn còn tranh cãi được à? Để nói về chạy thì không một ai qua được tớ. Vừa nãy là chạy 100m, bây giờ là chạy 500m. Đúng rồi đấy. Thôi thôi thôi, tớ không chạy nữa đâu. Đồng chí Vũ. Có. Vào vị trí. Vào vị trí. Cả hai các cậu nữa. Tớ liên quan gì? Đã là tập luyện thì không có ai là ngoại lệ cả. Các cậu thấy cây nhãn kia không? Đấy là đích. Ai về cuối cùng sẽ bao một chầu căng tin. Các cậu thấy không? Cái việc mà tớ cử Vũ đi thi chạy này ấy, cũng là điều đúng đắn mà. Cậu hại tớ thì có. Không phải đâu. Đây là cho cậu cơ hội để cậu phá vỡ giới hạn bản thân, và cũng là khai phá tiềm năng ẩn giấu ở bên trong chính cậu đấy. Nhỡ tớ chỉ có thế thì sao? Cái này thì tớ lại chưa nghĩ đến. Hôm trước tớ đọc bảng tin ấy, có một vận động viên marathon. Vận động viên ấy về đích được chỉ vì bị chó đuổi đấy. Các cậu thử nghĩ xem, nếu mà không có con chó đấy nhá, thì vận động viên ấy làm sao mà về đích được? Ồ, nhưng mà trong này lấy đâu ra chó? Nào, ngay. Nào. Tớ bận lắm, không giúp được cậu ấy đâu. Con người mới sử dụng 10% não bộ, và thể chất cũng như thế. Tớ tin cậu sẽ làm được. Thực ra chính các cậu cũng không tin tớ, đúng không? Nhất, cậu thấy Vũ đâu không? Đang ngoài kia kìa, chạy 5-6 vòng rồi. Cậu đứng dậy. Làm gì? Đứng lên. Kéo chân đi. Làm gì ấy? Lên đây 3 tấc. Sang bên trái. Chắc chắn là huyệt này rồi. Thế cậu thấy thế nào? Sướng. À, thì đúng rồi. Đây là huyệt ủy trung. Không làm tiếp à? Khi cậu đau chân, cậu bấm vào đây thì sẽ giải phóng huyệt của cậu. Từ nhà thập cẩm học, sau bây giờ chuyển sang lang y, rồi lôi tớ ra làm chuột bạch à? Thì cậu thông cảm. Lần đầu tớ làm chuyện như này, với cả mấy ngày nữa thi rồi. Tớ mà làm lên Vũ, nhỡ không đúng thì lại từ lợn lành thành lợn què thì chết. Thế ý của cậu là Vũ quan trọng hơn tớ chứ gì? Thì hiện tại đúng là như vậy. Cậu đứng lên. Đứng lên. Làm gì? Thì cứ đứng lên. Phê.
Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Của cậu. Bánh ngon đấy. Cho tớ xin cái. Cái này á? Là của Vũ luôn. Cậu cố gắng ăn đi, còn lấy sức mà thi nữa. Tớ cảm ơn nhá. Giây 55, quá đỉnh. Quá đỉnh. Này, chẳng lẽ cái trò bấm huyệt của cậu lại có tác dụng à? Từ 19 giây xuống thành 12 giây 55, cậu đã vượt qua chính bản thân mình đấy. Nhưng mà tớ vẫn xếp ở hạng cuối. Không sao. Nhất nhì ba không thuộc về chúng ta. 12 giây 55, 12 giây. Đó là thành tích của các cậu ấy. Còn đối với thành tích của cậu ấy, cậu có biết là gần bằng người về nhất của năm ngoái không? Không phải là do cậu chạy tệ đâu, mà là do đồng đội của cậu chạy quá tốt đấy. Người ta bảo là gần đèn thị dạ, mà mỗi tội cậu lại gần ba cái đèn pha, cho nên hơi lu mờ. À, căng tin đi. Thế để tớ mời. Được, không được. Quốc bảo cậu chạy dưới 13 giây là cậu ý mời đúng không? Đúng. Thế các cậu có biết ai là người chạy nhanh nhất không? Là tớ đấy.